hi xin chào mọi người nha đó thì bữa nay em chia sẻ cho mọi người cách chỉnh máy kê uh, 5 kim 6 chỉ nè đó thì thường uh, chỗ mình làm mà thường chạy uh, 5 kim nó hay bể giải với uh, khách hàng nó không cho yêu cầu của nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh 4 kim mà chạy nó không bị mo nè chỉ mà dẫn ra đẹp bình thường nha đó hiện tại cái máy của em đang chỉnh là chạy uh, 4 kim nó tùy theo máy hàng nữa trường hợp mà chạy ba kim nhỏ chỉnh ba kim nhỏ mà không mo thì mọi người coi hết video nhìn em hướng dẫn nha đó chỉ cực kỳ là đẹp nha nó không bao giờ bị mo luôn đó mọi người nhìn thấy không đó thì em sẽ giới thiệu sơ lược nha đó cái con ốc đó là mình mở chân dịch cho ra nha đó rồi giờ mình tháo cái ở trên nắp ở trên ra mình tháo con ốc đó là ốc uh, chu kim còn ốc đó là mình mở uh, chân dịch mình dặn lỏng ra đó trước khi mà mọi người mở là phải mở ra lỏng hết hai con uh, bự đó đó xong đồng thời lúc đó mình dặn cái uh, cụm đồng tiền cho nó đi ra lúc đó mình kéo cái uh, cốt uh, cái táo cốt ra, ra đó mình dặn ra hết nha đó mọi người cứ dặn ta thở máy xong đồng thời lúc đó mình chỉ nắm cái lò xo kéo giật lên cho nó qua khỏi cái chân dịch sau khi em nhận xong rút uh, cái, cái táo chân dịch ra đồng thời lúc đó mình lắc nhẹ cái chân dịch nha Đấy thì thường thường mà mấy anh thợ học mới ra trường mà chưa biết cách tháo thì mọi người nhìn uh, coi em cách tháo chân dịch nè đó thì thường, thường mình dặn mình rút cái cốt lên là đồng thời lúc đó mình lắc nhẹ cái chân dịch ra lắc nhẹ cái chân dịch ra là tự động nó nó ra đó mọi trước khi mọi người tháo ra mọi người phải nhớ để ý nó có gồm những gì những gì một tí mình lắp lại nó được nha đó nó có gồm một cái hàm ở sau lưng á nó có gồm một cái hàm sau lưng đó sau khi mình tháo ra xong rồi mình sẽ hướng dẫn chỉnh bộ tàu mũi nha đó trước khi mình chỉnh bộ tàu mũi mọi người phải nhớ kiếm cho mình một cái con dao vết sổ thiệt bằng Mọi người đo bề ngang của nó có khoảng hở không? Đó, nhiều khi mình chạy thay đổi táo kim qua lại đó. Nhiều khi cái táo kim lô nó sẽ bị nghiêng đi và nó hở đi. Trước khi mình chỉnh bồi tô mũi là mình phải để yếm cái con dao đó cho nó bằng phẳng không hở không đá nha. Đó, còn con ốc đó là mình mở màu nguyệt ra. Đó, sau khi mình mở màu nguyệt ra là đồng thời lúc đó mình mới mở cái thằng bằng lừa ra. Đó, mình tháo cái nắp đó ra cho dễ chỉnh nha đó mình tháo cái nắp đậy nắp đậy ra đây, vô á mình tháo ra cho giải chỉnh ra. đó xong đồng thời mình tháo luôn cái băng lừa ra nè đó cái băng lừa băng lừa đó nó dính liền luôn cái giá đỡ đó, giả sử trường hợp anh thợ học ở cái trường mà chưa biết cái giá đỡ cái giá đỡ đó có tác dụng là đỡ kim may hàng dày đó là nó đợi cái giá đỡ dính liền với cái bằng lừa đó còn con ốc đó là điều chỉnh độ nga móc đó còn cái cái con ốc đó là cái giá đỡ của dính liền với móc đó để mình tháo cái thằng giá đỡ ra đó, cái giá đỡ này cực kỳ quan trọng nha mọi người đó trường hợp mà mình chạy muốn cho nợ chỉ là mình phải chế cái da đỡ mình đắp cho nó bự lên đừng cho nó nở được chỉ cho hồng lọng nó nhiều á là sẽ không bao giờ bị mo được đó mọi người thấy không tới thiện thường mình đắp cái phần đuôi cho nó bự lên và cho nở được chỉ nhiều tới trường hợp mà mình may hàng dày á mà nó hay bị đứt chỉ á thì mình dán lấy miếng nhựa mỏng á thì mình dán cái phần da đỡ đó nó tạo đỡ được nhiệt đó video clip sau mình sẽ hướng dẫn cách dán cái phần da đỡ mà chống nó hay bị đứt chỉ mà chạy hàng dày dưới tốc độ cao á đó. đó. còn cái này mình chạy mình chủ yếu mình chỉnh cho nó nở ra đó còn mà chạy mà trường hợp mà hàng dày mà nó hay bị đứt chỉ với bộ mũi mọi người cứ dán miếng uh, nhựa mỏng dán xung quanh cái phần da đỡ đó, là chạy cực kỳ hiệu quả nha đó còn này là mình chỉnh cái hàng cũng không khó quá mình chỉnh cho mình hàng cho nó nở nở được chỉ tại vì đang chạy ba kim nếu mà chạy năm kim là sẽ bị bể bãi liền khách hàng nó không chịu trường hợp nhiều máy hàng nó cực kỳ lờ móng bắt buồn phải chạy bốn kim đó chạy bốn kim mà vẫn không mo mo nha mọi người đó để em giới thiệu sơ lược thì thường mình chỉnh đầu ngõ móc của nó là tầm ba ly bảy bốn ly hai nha đó trường hợp chạy chỉ ô tông á là thường tầm 3 ly 7 mà trường hợp mà chạy chi tơ á là mình cho tầm cỡ 4 ly 2 đó thường thường thì mình cho tầm hàng chung chung mà cho chạy chi tơ á là trường hợp mà máy nó không có hồng lộng thì mình cho tầm cỡ 4 ly 2 mà trường hợp mà máy ấy nào hồng lộng nhiều thì mình cho tầm cỡ 4 ly hoặc 3 ly 7 thôi tùy theo cái mặt hàng mình chỉnh nữa Chứ nếu thực tế mà đúng cô nói là tầm cả 37, 42 Đó Trước tiên là, là, mình lấy đậu ngâm ốc nè Mình lấy đậu ngâm ốc là con ốc con ốc đó nha con ốc chỗ tay mình chỉ là mình lấy đậu ngâm ốc ra vào Đó sau khi mình lấy đậu ngâm ốc xong là đồng thời lúc đó mình lấy chiều sâu kim đó mình lấy chiều sâu kim là gồm cây kim thứ tư trong cùng nha đó nó lao vô là tầm cỡ một, 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 ly hoặc một ly rưỡi nha đó thì thường thì mình chỉnh tầm cỡ một ly rưỡi nha đó tại vì mình đang may chỉ tơ chỉ kim là chỉ tơ luôn còn mà chạy chỉ cô tông mình bắt trên tầm lúc kim một ly thôi đó trường hợp đó là bắt buộc mình phải không cho hở không cho đá nha tuyệt đối mà mặt hàng mà chạy chỉ tơ mà mình cho cho hỏi cho đá là sẽ ưa bị đứt chỉ và bị bỏ mũi dưới dữ dằn lắm đó còn cái phần đồng bộ lần thường là mình chỉnh gần sát mép gù nha đó gần sát mép gù đó còn là mình tính từ cây kim thứ tư á còn cây kim thứ năm lắp vô nữa là sẽ chạy chảy, chảy nó thì trường hợp mình chỉnh mà mặt hàng mà chạy bốn kim thì mình lắp bốn cây vô rồi mình chỉnh đồng bộ luôn một tí mình sẽ hướng dẫn chỉnh đồng bộ và chỉnh cam cổ móc làm sao cho chuẩn nhất đó cái trong đó là cái cam của đồng bộ nha đó thì mọi người tháo ra tháo bốn con ốc ra là tự động mình xây cái Poly là mình muốn sớm chảy là tỷ ý của mình nha đó nó có gồm bốn con ốc bốn con ốc là mình mở lỏng bốn con ra trước khi mà mình điều chỉnh đồng bộ đó còn cái, cái cam đó là mình chỉnh xiên lưng nha đó nó gồm nằm bên hông đó đó mình cho lên thì xiên lưng nhiều mình cho xuống là xiên lưng ít nha đó còn con ốc đó là mình điều chỉnh chỉ dày thưa đó thì các bạn tháo ra cứ tìm hiểu nha thì mình giới thiệu sơ lược còn cái phần đó là chỉnh dạng gút mình cho lên là gút mình cho xuống là giãn đó còn phần mà chỉnh xương lưng là mọi người tuyệt đối đừng cho mà xương lưng nhiều quá xương lưng nhiều quá là chạy nó ưa bị tà kim tà kim và bị cong kim gãy kim á đó. đó thì thường thường cái máy của mình chỉnh á, cái đối với năm kim sáu chỉ này cực kỳ cái cam uh, móc nè đó thì thường thường uh, cam móc của của mình lần thường mình cho móc nó đi sớm hơn kim nha đó nó đi lao sớm hơn rồi lúc đó kim máy bắt đầu hành trình nó đi lên đó đối với trường hợp mà máy cây này là cái cam này cực kỳ là quan trọng chỉ đẹp hay không là ăn tiền cái cam uh, móc nha đó em sẽ em giới thiệu mọi người là ở trên nó sẽ có một cái nắp mình tháo hai con ốc đó ra, mình lấy cái bình dầu đi đi ra đây, đó mình dạng ha, lỏng hai con ốc đó ra nha, đó cái cam trên đây ta gọi là cam móc, mình chỉnh uh, sớm chạy, uh. trường hợp mà chạy ra nó hay bị giật chỉ và chỉ xấu uh, là mình điều chỉnh cái uh, con ốc này. đó thì thường cái cam của nó là nó sẽ nằm một con chỗ ngay chân chỗ cái con ốc cái tay mình chỉ á sau khi mọi người mở á, là con ốc chìa khóa, chìa khóa 10 này mình dặn ngược kim đồng hồ là con ốc là con ốc đó đi vô còn mình dặn ngược đó, sau khi mình dặn lỏng ra là đồng thời lúc đó mình mới điều chỉnh cho móc đi sớm chảy là mình điều chỉnh cái con ốc á Đó, mình dặn mình dặn lên là móc nó lao vô còn mình dặn xuống là móc nó lao ra nha đó thì mọi người sau khi mở ra là mọi người dặn có ốc là tự động cái móc của mình nó chỉnh à đó sau khi mình chỉnh cái móc là bắt buồn phải chỉnh là cái đồng bộ nó mới đi chỉnh đó thiền thường trước khi mình chỉnh là mình phải quay kim xuống là mình chỉnh cho nó đi sớm hơn là tầm cỡ 4 ly nha đó muốn chỉ ra đẹp ra là tầm cỡ 4 ly đó sau khi mình quay kim xuống rồi mình điều chỉnh cho nó đi sớm là mình phải lấy cái lục giác mình đo tầm cỡ 4 ly làm thầy thấy móc nó đi sớm hơn kim là lúc đó mình mới khóa cái con ốc chịu khóa 10 lại đó, trường hợp mình chỉnh cái cho cái móc nó chuẩn ok xong rồi là đồng thời lúc đó mình mới chỉnh cái phần đồng bộ móc và kim đó rồi mình chỉnh chỉnh có nó nha đó cho móc đi sớm hơn kim một tí nha là chỉ ra cực kỳ là đẹp nó rút được chân chỉ dễ dàng lắm đó các vấn đề này tại vì mình làm lâu rồi mình có được kinh nghiệm mình trải qua từng cái mặt hàng thì bữa nay em chia sẻ cho mọi người em chỉnh sau thì em chia sẻ cho mọi người gian vậy chứ không có dấu giếm gì hết đó tiền thường uh, đó móc móc đi sớm hơn kim lúc đó là đồng thời lúc đó là nó cực kỳ là nở đó sau khi em chỉnh xong rồi em lắp cái phần da đỏ vô đó da đỏ là tuyệt đối không cho hảo và không cho đá luôn nha không cho hảo và không cho đá luôn nó nghĩa là độ hảo bằng không tại vì mình mai chỉ tơ mà trường hợp mình ép da đỏ nhiều quá rồi mà kim của mình đá kim nhiều quá nó xảy ra tình trạng một là chạy tốc độ cao nó sẽ bị nóng kim và chạy nó ưa bị đứt chỉ Hai là nó ưa bị tà cái mua kim Thì sẽ tạo tình trạng nó bị bò mũi nữa đó không hở không đá luôn nha tuyệt đối nhưng mà mình chỉnh hàng chi tơ là phải không cho hở không có đá là chạy máy của mình nó mấy đầu bàn nó mới cao được mà mình chỉnh cho nó hở hay nó đá là chạy về trong vòng một ngày hạt đổ buổi là mình sửa hoài chủ hoài luôn không hụt không hết được đó mình chỉnh hơi kỹ tí mà cho nó khỏe mình tí hiện tại mình đang mai là mai chỉ tơ đó không hở không đá luôn nha da đỡ mình cũng đi gan vậy không không cho hở và không cho đá luôn đó còn cái phần da đỡ này trường hợp mà mình may hàng dày qua ngã ba ngã tư á là mình cho hơi đỏ kim một tí còn mà nó không có chạy nó chỉ kê hai miếng giải không thì mình khỏi cần giá đỡ đó cũng được đó trường hợp mà lên ngã ba ngã tư là bóc buồn phải cho giá đỡ dính liền với cái bằng lừa đó con ốc đó là mình điều chỉnh giá đỡ giá đỡ đó trường hợp mà chạy kê hai miếng giải khỏi cần cái giá đỡ đó luôn chị cũng vẫn ra đẹp nó không bao giờ bị bao mối hả sau khi em lắp vô xong rồi để em đạp thử cho mọi người xem coi nó có ok không nha đó chỉ ra cực kỳ là đẹp nè mọi người mọi người thấy không đó cực kỳ là nở và đẹp nó không bị giật chỉ luôn chỉ của mình cực kỳ là nhẹ nó rút dễ dàng lắm mình chỉnh đi các bạn chỉnh đi gian mình là các đồng tiền chỉnh chỉ là cực kỳ là nhẹ nó không bị mo và không bị uh, dịch giật chỉ đó còn giáo sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dán nhíp làm sao và cách chỉnh bông làm sao và cắt mông làm sao đó video sau mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh uh, bông nha đó thì còn cái phần ở trên đây là mình chỉnh cái cam cam điều hòa chỉ đó trường hợp đó nó có gồm hai con ốc là mình điều chỉnh cái hai cái thanh nhỏ đó sớm chảy là tỷ của mình còn mình muốn chỉnh cam bông sớm chảy là mình có lục giác hai ly đó, cái đó là chỉnh một phần ở trên gồm mấy cái cây trục đó, còn hai con ốc đó là mình điều chỉnh sớm chảy nè, đó mình điều chỉnh sớm chảy tỷ của mình nha, đó, thiền thường mà chảy nó hay bị căng chỉ thì mình cho cam sớm lên, đó, chỉ cực kỳ của mình cực kỳ là đẹp nha, đó quy giáo của em đến đây hết rồi, chúc mọi người làm thành công nha Bye bye